Kính chào quý vị và các bạn. Danh tính liên danh nhà thầu quốc tế vừa được lựa chọn làm nhà thầu lập thiết kế và dự toán công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ngay cả khi thị trường bất động sản dư cung, thị trường gặp khó khăn, sản phẩm của Vinhomes vẫn bán được ổn định. Vì sao giá nhà Vinhomes cao hơn các dự án lân cận nhưng khách hàng vẫn lựa chọn? Và những hình ảnh cập nhật tiến độ đại đô thị Vinhomes Grand Park. Cụ thể, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.2, gói thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3. Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, liên danh công ty Heerim Architects của Hàn Quốc, công ty Azusa Singapore, công ty Ozeong Singapore và công ty ADP Ingeni USA đã được chỉ định thực hiện gói thầu. Gói thầu được phê duyệt với giá dự toán là 18.121.000 đô la, tương đương khoảng 419,6 tỷ đồng. Liên danh 4 công ty nêu trên được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 17.240.000 đô la. Trước đó, nhà thầu Heerim Architects là tác giả của phương án kiến trúc trúng tuyển đạt giải nhất cuộc thi trong 9 phương án, là đơn vị thực hiện thiết kế cơ sở nhà ga hành khách trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 được đầu tư một đường băng, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách trên năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 109.000 tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025. Dự án này được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, công ty ACV làm chủ đầu tư hạ tầng quan trọng nhất gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống giao thông kết nối. Các bạn có thể xem lại quá trình lựa chọn 9 phương án thiết kế sân bay Long Thành và xem phương án đạt giải trong clip vừa đề xuất phía trên đầu màn hình. Qua thông tin thứ hai, công thức lợi nhuận tỷ đô của Vinhomes, 3 năm bán hơn 100.000 căn hộ từ các đại đô thị, qua đó không ngừng phá các kỷ lục kinh doanh do chính mình thiết lập và đang hướng đến những kỷ lục mới trong năm 2021. Động lực chính vẫn sẽ tiếp tục đến từ 3 đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Xin giới thiệu sơ lược một trong 3 đại đô thị là dự án Vinhomes Grand Park, có tên cũ là dự án VinCity quận 9. Nằm ở vị trí mặt tiền, đường Nguyễn Xiển. Chủ đầu tư là công ty Vinhomes, trực thuộc tập đoàn Vingroup. Tổng diện tích của toàn bộ dự án rộng gần 272 ha. Nằm cạnh là sông Tắc và sông Đồng Nai. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án Vinhomes Grand Park sẽ hoàn thành và bàn giao hết vào năm 2024. Một kỷ lục xây dựng đại đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 năm hoàn thành khu đô thị hơn 271 ha. Tổng thể quy mô của dự án được chia thành 2 phân khu chính, bao gồm khu thấp tầng sẽ cung cấp sản phẩm là nhà phố và nhà biệt thự cao từ 4 đến 5 tầng. Còn khu cao tầng sẽ gồm các tòa tháp căn hộ chung cư. Dự án có tổng 71 tòa tháp căn hộ, có chiều cao từ 25 đến 35 tầng. Cụm cao tầng được chia thành nhiều phân khu nhỏ để phát triển theo từng giai đoạn đầu tư xây dựng căn hộ với tên gọi lần lượt. Phân khu căn hộ The Rainbow được phát triển đầu tiên, có quy mô 17 tòa tháp căn hộ, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phân khu thứ hai là The Origami, có 21 tòa tháp căn hộ, nằm giáp với đường vành đai 3, có 2 hầm, cao từ 25 đến 36 tầng. Hiện nay đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Phân khu này được 2 ông lớn Nhật Bản là tập đoàn Mitsubishi và Nomura trực tiếp đầu tư giai đoạn 2, The Origami dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. 2 tập đoàn của Nhật Bản trên đã mua 80% cổ phần của công ty Vinhomes để phát triển giai đoạn 2 của dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 21.200 tỷ đồng. Tiếp theo phân khu thứ 3 The Middle, phân khu này có 19 tòa tháp căn hộ, cũng nằm ở mặt tiền đường vành đai 3, thì chủ đầu tư Vinhomes đã chuyển nhượng lại một phần dự án cho tập đoàn Masteri để đầu tư phát triển dự án Masteri Sen Chipon, sẽ có quy mô gồm 10 tòa căn hộ, cao từ 25 tầng đến 35 tầng. Và phân khu 4 là phân khu căn hộ The Beverly, có vị trí nằm trực diện với công viên Grand Park 36 ha và nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Vincom lớn nhất miền Nam hiện đã xong phần hầm. Và hiện nay, phân khu 4 đã có nhiều máy móc bắt đầu thi công phần cọc móng. Phân khu The Beverly sẽ có 10 tòa tháp, có 2 tầng hầm, có chiều cao từ 25 đến 36 tầng. Nếu như Vinhomes Central Park có tòa Landmark 81 làm biểu tượng, vậy Vinhomes Grand Park cũng sẽ có tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ cao nhất dự án rất được chờ đợi, làm điểm nhấn tại khu đô thị với 4 hầm và 45 tầng cao. Trở lại câu chuyện, định hướng phát triển các đại đô thị được Vinhomes bắt đầu triển khai từ năm 2018 đã và đang đóng góp lớn vào nguồn thu của công ty trong những năm gần đây. Có thể thấy lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của Vinhomes là có thể tạo ra được hệ sinh thái ăn, ở, tiêu dùng, mua sắm Các sản phẩm nhà ở mang thương hiệu Vinhomes đều được đầu tư đồng bộ về tiện ích, cảnh quan và dịch vụ quản lý. Chính vì vậy, dù nhà của Vinhomes bán với giá cao hơn mức bình quân chung mặt bằng chung 10 đến 30% nhưng kết quả luôn rất tốt, vẫn bán được hàng với doanh số ổn định. Nhìn lại có thể thấy, với mô hình đại đô thị, Vinhomes có thể tiếp cận khách hàng theo hai hướng. Một mặt, Vinhomes tiếp tục phát triển các sản phẩm bất động sản của riêng mình, rồi bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân như sở trường vốn có. Hướng thứ hai, Vinhomes triển khai chiến lược bán buôn cho các nhà phát triển bất động sản thứ cấp. Đối với các đại dự án quy mô trên 100 hectare, việc kết hợp cùng các chủ đầu tư thứ cấp, họ giúp Vinhomes có đủ nguồn lực để có thể triển khai dự án một cách nhanh chóng, qua đó sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Với việc này, có thể sớm đem về dòng tiền cho Vinhomes với biên lợi nhuận không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn bán lẻ. Thêm nữa, khi có sự tham gia của nhiều chủ đầu tư cấp 2 khác nhau, các đại đô thị Vinhomes có được nhiều sản phẩm đa dạng, với nhiều phong cách cả trong và ngoài nước cho khách hàng lựa chọn. Năm ngoái, Vinhomes đã ghi nhận gần 17.000 tỷ đồng từ 3 giao dịch bán buôn. Các giao dịch này được ghi nhận vào doanh thu tài chính khi Vinhomes tiến hành lập ra các công ty con sở hữu dự án thành phần trong đại đô thị và bán lại cho các chủ đầu tư nước ngoài. Hai dự án tại Vinhomes Grand Park đã được bán cho tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, tại phân khu The Origami, và một phần phân khu thứ 3 The Rainbow cho tập đoàn Masteri. Còn ở Hà Nội, giao dịch khác là bán một dự án tại Vinhomes Smart City cho công ty Samty cùng của Nhật Bản. Tính đến hết quý 1 năm 2021, Vinhomes đã bán 66% tổng số căn hộ tại Vinhomes Ocean Park, bán 57% số căn tại Vinhomes Smart City và 86% số căn tại Vinhomes Grand Park. Điều này cho thấy tốc độ triển khai, bán hàng và bàn giao diễn ra nhanh. Vinhomes cũng đang triển khai mạnh mẽ các dự án đại đô thị gối đầu. Theo đó, 3 dự án Vinhomes VinCity hay còn gọi là Ocean Park 2 ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 460 ha, Vinhomes Wonder Park ở Đan Phượng có diện tích 133 ha, và Vinhomes Cổ Loa Đông Anh, diện tích 385 ha. Tổng diện tích 3 đại dự án trên gần 1.000 ha, được cho biết sẽ bắt đầu mở bán trong nửa cuối năm nay. Còn hai siêu dự án khác là dự án lấn biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 2.870 ha, khoảng 9 tỷ đô, và dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh ở Quảng Ninh, khoảng 4.110 ha, với mức đầu tư 10 tỷ đô. Hiện công ty đang triển khai các thủ tục tiếp theo sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, dự kiến được bán trong 2 năm tới. Năng lực bất động sản của Vinhomes đã được minh chứng mạnh mẽ với phân khúc nhà ở, điều này cũng được kỳ vọng sẽ chuyển tiếp thành công sang phát triển bất động sản khu công nghiệp đầu tiên ra mắt tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Kế hoạch doanh thu 90.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng tức hơn 1,5 tỷ đô, công ty Vinhomes đang hướng đến những kỷ lục mới trong năm 2021. Những gì diễn ra trong thời gian qua và tương lai một vài năm tới tại Vinhomes là rất đáng chờ đợi. Khi lúc này Vinhomes được xem như nồi cơm, bầu sữa để nuôi sống cả tập đoàn Vingroup, khi dự án phát triển xe ô tô VinFast vẫn đang cần thời gian và số tiền khổng lồ để hiện thực hóa tầm nghìn tỷ đô.